Chào mừng các bạn đã quay trở lại trên Hiển HD. Còn một nhân vật mà mình cũng gọi là chơi một hai lần, mình chưa biết chơi lắm. Đấy là nhân vật người bán đồ chơi này. Và ở cái nick mình mới mượn đây thì có sẵn cả skin ánh trăng luôn. Ở đây còn nhiều thú cưng ghê luôn. Cái nick này thì mình cũng mới mượn thôi. Mình mượn của bạn Gia Hồn các bạn ạ. Không biết là gọi Gia Hòn bạn Gia Hòn, rất cảm ơn bạn đã cho mình mượn cái nick này để mình trải nghiệm. Ở đây cũng là một cái nick ở rank khá là ổn, đấy chính là khoảng voi 3 với lại manti 5. Thì mình đang chơi quen ở cái tầm này rồi, thấy nó cũng ổn. Chơi thì có trận thắng, trận thua, trận hòa rồi là ấy, nhưng mà thấy mọi người chơi kỹ năng nó cũng chuẩn hơn, cũng như là nó không quá gọi là áp lực như kiểu những rank cao. Ủa, mình đi rank cao hôm trước mượn được một cái nick rank chiến binh vào chơi nhưng không làm nổi video cho các bạn xem. Người ta chơi hay quá các bạn ơi, chết như nhái luôn. Đã có người ở đây rồi, trời, mình nhảy ra chỗ Hunter luôn này, sao lại đỉnh thế nhỉ. Ôi, lượng nước đang tăng lên các bạn ơi, té rồi. Thôi chị cứ làm gì chị làm đi, em đi đằng này cơ. Rảnh đâu mà đi đùa với nhà chị. Ui ôi ôi. À, mình thử đặt ở đây xong mình bay thử lên qua được đây không nhỉ? Ôi nghịch ngu rồi. Ô, cái ván này phá dễ nhỉ. Phá dễ ghê luôn ấy. Đây là mình có, mình trải nghiệm luôn đấy các bạn, thông cảm. Bởi vì mình chơi con này như cách đây khoảng 3-4 tháng rồi. Đấy là cái đợt mình cũng không xác định làm lại tự game này. Mình cũng không định chơi sâu ấy. Tự nhiên chơi lại thấy bạn ấy cho mượn cái skin, thế mình vào mình chơi luôn. Nhà nó hơi bị kiểu ngố ngố tí. Trốn nội anh em ơi, trốn nội. Ui, choang cái, mình không bị ăn đập à? Sao mình lại không bị ăn đập nhỉ? Hấp dẫn, thú vị. Có người ở đây này. Ui ôi. Bà không thấy mình đâu. Trốn ngay các bạn ạ. Sợ quá, tôi hết đồ chơi rồi này. Lại còn dịch chuyển nữa. Ôi trời ơi. Hốt tất liệt cơ ông ạ. Sợ vãi nhái luôn. Bạn ơi, làm tí máu cho mình với. Mình sợ chết lắm. Nhỡ ra cái nó lại đuổi mình tiếp hay sao. Đoạn đấy mình ngây ngô và hồn nhiên dễ sợ các bạn ạ. Đứng đấy xong nảy tầm ván làm như kiểu không có ai đứng đấy. Tài. Tôi giải mã vậy. Hết đồ chơi rồi. Cô bé bán đồ chơi nhưng mà hết sạch đồ chơi rồi. Thôi, lại đi giải mã máy. Đi chỗ khác các bạn ơi. Để mình xử lý cái này cho. Rồi cái giải mã hóa của nhân vật này cũng dài, cho nên là đi giải máy mã hóa cũng rất ổn luôn. Rồi. Let's go, chuyển sang cái máy mới. Ây u. Ây u, phát hiện ra rồi bà con ơi. Té thôi các ông ơi. Sợ lắm nước thế chứ này. Té thôi. Chuồn. Từ. Nè.
chưa? Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Trời ơi, quay lại, quay lại, quay lại. Ôi trời ơi. Bà ấy bò vòng nước đi cơ. Lại xịt rồi. Ôi giời ơi, bình tĩnh. Thôi, đoạn này không thể trèo qua được. Ô, vẫn dính. Khét thế nhỉ. Úp vỉa đá lửa thôi, úp vỉa đá lửa thôi. Chuồn thôi, phải chuồn thôi. Vẫn phát hiện ra cơ không? Chạy thôi, chạy thôi. Úi, trời ơi, đâm vào tường kìa. Chuyển hướng liên tục. Cố lên ạ. Ôi, tự nhiên nó, mình đang định trèo cửa sổ tự nhiên nó. Ờ, à, nhưng mà vẫn chết vì nước. Vẫn chết vì dính hơi xương. Câu giờ được lâu phết rồi. Nó bị lag ấy các bạn ạ. À. Các bạn nhìn thì mạng nó vậy thôi, thấy chưa? À, cái lúc mà nó giật lên lag ấy thì nhìn ping nó vẫn xanh. Nhưng mà sau đấy một khoảng thì bắt đầu ping nó bắt đầu nó vàng khè, xong rồi nó lên cái đỏ cơ. Chứ không thì mình đã trèo qua cửa sổ rồi. Sợ quá. Sợ quá, sợ quá. Chạy thôi, phải chạy thôi. Chạy thôi. 1, 2, 3. Ôi ôi mẹ ơi. Không ai bị lừa cả các bạn ơi. Ui ôi ôi. Bà ấy không bị lừa. Ác thế chứ đấy. Tôi ngồi. Biết đâu tôi lại sống thì sao. Rồi quyết định tú mình rồi. Quyết định tú mình rồi. Hay quá. À, chà, à, để từ câu giờ cho. À. À, mình nghĩ là thoát rồi đấy. Hay quá, hay quá, hay quá. À, thôi mình ra đi cũng là hợp lý. Nọt quá, nó. Tự nhiên đặt cái ván đấy đúng là bẽ thật. Bẽ thật các bạn ạ. Hello, chào mừng các bạn nhá. Lại tiếp tục trải nghiệm Rayman T. Lần này nhà tuần chọn Zack. Lâu rồi mình không chơi Zack. Bạn này không có skin gì đặc biệt ở Zack cả. Hôm trước vừa mình sinh nhật Zack xong. Hôm đấy mình chẳng chơi. Mình chẳng để ý. Mình thấy mọi người chúc mừng sinh nhật. Nhưng mà giờ sinh nhật nó là cái kiểu nó vòng đi vòng lại. Nếu các bạn để ý trong cái tựa game này, mấy tháng hoặc là mấy hôm thì lại có sinh nhật của nhân vật nọ, nhân vật kia. Nhiều nhân vật quá thì mà. Rồi đến sẽ đến một ngày mà gọi là cứ một tuần kiểu gì lại có một cái sinh nhật. Tôi còn sợ một tuần lại có một cái event ấy. Xong rồi bắt đầu mọi người lại vào cày event xong lại. Ui nè ơi, hút máu, hút máu, hút máu. Kinh khủng khiếp. Lâu thế nhỉ? Nào, vào để quẩy rank Menti nào. À. Ô, mình đang tưởng có con quạ đằng sau. Nhưng đây là cái gậy và kèm theo con quạ đậu trên cái gậy. À không phải con quạ đậu trên cái gậy mà. Đúng là con quạ đậu trên cái gậy không nhỉ? Nó có vẻ như là một thành phần của cái gậy ấy. Xem một chết rồi. Bình tĩnh nào chàng trai. Hitbook nhìn như shit. Này, né này. Ơ không biết gió. Mình đang nghĩ không biết là gió chém được người chui dưới đất không nhỉ. Ôi mình còn chả nhìn thấy cậu ấy đâu rồi. Nhìn
lẩn nhanh như chạch ấy. Nhìn cái điệu chui chui này hay ghê luôn. Lâu rồi mới gặp người gác mộ luôn. Ôi, đã trốn ra đây rồi. Hết sức là lòng vòng một cầm cành. Không dính luôn kìa. Ham đập cái ván nha. Chắc là cũng đến lúc phải trồi lên rồi. Đâu mình cũng chả chơi, mình cũng chẳng nhớ là nhân vật này như thế nào luôn ấy. Nhưng mà thôi, cho lên ghế cái này. Tế kìa. Làm cái nào bạn ơi. Chuồn mất nhanh ghê luôn. Lại chui đất. À, dính. Lại có thêm một người ra cứu trợ gì mà đông như vậy. Mấy ông kéo quân ở đây mà hành tôi à? Không hành tôi. Cho ông lên ghế trước. Đâu ạ? Đâu rồi? Hành tôi ở định trêu người à? Cho lên ghế luôn. Đây rồi. Có mùi hấp dẫn nữa. May là còn né kịp ấy. Đáng ra phải đợi bên kia người ta chui sang kiểu ngơ ngơ chui sang đập đến đẹp cái. Rồi. Chuyện đã qua không suy nghĩ nhiều. Có người vẫn đang lợt vẩn. Đây một người này. Đây một người này. Đâu rồi? Đây. Trốn tránh gì nữa. Đây. Trốn tránh gì nữa. Teo rồi. Ui giời, tình yêu anh em. Ba lật ván đi vào lòng đất luôn các bạn ạ. Ông không té nhanh lại đến lượt ông cứ trêu. Được một chủ đề đây này thôi nhá. Chạy đi các bạn ơi. Ui xồi, pha chém thì khét đèn lẹt, mỗi tội là người ta cũng biết né chứ có vẻ là người ta đứng im cho mình chém đâu, đúng không? Pha đẹp đấy. Chạy tiếp. Ui ba này. Bà này dối quá hay sao mà chúi. Dối quá. Tâm lý dối bời luôn. À, nằm xuống. Tâm lý dối bời rồi. Ai ra đây cứu cho, cứu luôn, thoải mái luôn. Let's go out. Còn hai cái máy nó chuyển, nó dịch chuyển cho nó sớm. Người ta cũng biết né chứ bộ. Người ta cũng biết né đấy. Thấy kiểu tay mình chạm vào đấy là ngửi thấy mùi gió rồi. Không quan tâm. Không quan tâm. Cứ cứu thế này thì hại lắm. Hại lắm. Thế này thì thở nào được. Lấy gì thắng đây? Rồi, đã đi một người. Mặc dù có hơi gọi là tốn thời gian nhau tí. Né hộ cái này. Ok. Thế mà mình không nhìn thấy luôn. Mắt mũi kém quá, không thể tập trung vào một cái vấn đề. Ấy dà. Kẻ trộm ra có cái kiểu đặt đèn này. Hay nhở. Ra lại có cái kiểu đặt đèn thế này à? Thú vị. Đâu, ai đến cứu? Ai cũng lên ghế hết rồi. Lần này lên ghế nữa là không khởi đâu bạn ơi. Ôi ôi, người ta né tốt mà.
có phải do mình chém ngu đâu. Cứu đi. Chạy đâu cho thoát bạn ơi. Chạy đâu cho thoát bạn ơi. Trêu mình. Và cái chết. Ok, ra đây. Tự nhiên mất cái kỹ năng đấy đi, chả giải quyết cái vấn đề gì luôn. Lại lác lác rồi. Ở nhà dịch nhiều người truy cập mạng quá. Mình đoán là thế thôi. Thế còn chạy nhanh vậy. Đâu rồi? Đi luôn. Ông thăm dò chắc đang lật ở đâu rồi. Lại cầm quyển sách xong rồi bắt đầu chui chui xuống đất lần lần ra đây đi cứu người. Hoặc là đi tìm cái hầm rồi. Mình không biết à, mình phải đi tìm. Khả năng dịch chuyển về rồi các bạn. Không thấy biến đi. Ôi, mình nhấn nó rồi. Nghe thấy tiếng động. Sao lại tù thế chứ lại. Khả năng là trốn hầm rồi các bạn ạ. Cái hầm ở đây này. À không phải, ở bên này. Hầm ở bên này. Ác ồn thật. Ê, có ác không. Xem có chém dính không. Nếu mà không nhảy xuống. Dính chém có khét thế. Thôi mình cũng dừng video ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ để lại một like, chia sẻ video ủng hộ mình. Tạm biệt.